Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ trên tạp chí võ thuật của truyền hình An Viên. Như thường lệ, đồng hành với chương trình là võ sư Nguyễn Quang Dũng, trưởng môn của môn phái Việt Nam Hồng Quyền Đạo. Tiếp theo các đòn đối kháng tự vệ trong các số trước thì hôm nay võ sư Nguyễn Quang Dũng sẽ tiếp tục hướng dẫn tới quý vị và các bạn đòn đối kháng tự vệ mới có tên là Phụng Nhãn Quyền. Đây là một đòn ở trong bài Tam Thập Nhị Hình Thủ. Thưa võ sư Quang Dũng, đòn Phụng Nhãn Quyền thì nó được thể hiện hoặc là nó có cái hình thủ như thế nào? Về mặt ngôn ngữ thì nó là cái mắt con chi phục. Thế nhưng mà thực ra cái đấy nó cũng mỗi người gọi một kiểu. Nó là lịch sử để lại thì thực ra khó có thể phân định được. Nhưng về cái hình thủ của nó ấy, thì nó là một cái sự khác biệt với những các cái bộ quyền khác. Và nó có cái tính hiệu quả rất cao. Đây, cái Phụng Nhãn Quyền nó như thế này, nó vẫn là một cái tay quyền bình thường khi mình lập quyền này. Thế nhưng khi nắm quyền lại thì cái ngón tay trỏ nó sẽ được đẩy ra như thế này, là cái điểm giữa của ngón tay trỏ sẽ thành một cái nó nhọn như một cái dùi. Đấy. Và ngón tay cái nó phải chèn để nó tì vào đây, đẩy ngón tay trỏ này lên, tạo ra một cái lực đệm rất là cứng. Đấy. Cái cách để rèn luyện cái đòn Phụng Nhãn Quyền này thì nó có cái gì khác biệt so với cái việc chúng ta rèn luyện các cái đòn thế trước đó như là nhất dương chỉ, nhất chỉ dục dương hay là tam chỉ thần ưng? Về cơ bản thì những cái phương pháp khổ luyện, công phu khổ luyện thì nó cũng tương đồng với nhau thôi. Thế nhưng mà đây nó còn phụ thuộc vào cái kỹ thuật đòn và cái có thể là cái đặc thù trên cơ thể của mỗi người hoặc cái sở thích. Đấy, thì có người thích cái đòn kiểu nọ, có người thích đòn kiểu kia, có người phù hợp với đòn kiểu nọ, có người phù hợp với đòn kiểu kia. Và có cái đòn phù hợp với cả cái tay quyền này thì họ có thể trở thành một cái gì đấy nó như là quen thuộc và như người xưa vẫn gọi là độc thủ. Trăm hay không bằng tay quen, đúng không ạ? Rõ ràng là cái sự rèn luyện thì với bất kỳ cái đòn nào thì chúng ta quen sử dụng thì nó vẫn đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và ngay cả với Phụng Nhãn Quyền cũng vậy. Phụng Nhãn Quyền thì nó sẽ hướng đến những cái mục tiêu như thế nào ạ? Ví dụ như là có mấy cái điểm mà đánh ở trên cơ thể để sử dụng nó phù hợp với cả cái đòn Phụng Nhãn Quyền. Thứ nhất là phần mềm của mắt. Đấy, thứ hai là huyệt nhân trung là dưới cái mũi này. Đấy, giữa trên miệng và dưới mũi. Và thứ ba là cái yết hầu. Đấy, thứ tư là huyệt đản trung, tức là trên cái xương ức này. Đấy. Và thứ năm là hai bên xương sườn. Với cái hình thủ của Phụng Nhãn Quyền, nó có cái sự khác biệt so với các cái đòn thế trước đây chúng ta đã học như là nhất dương chỉ hay là nhất chỉ chiều dương, thì liệu ra cái bộ pháp hay là cái cách ứng dụng khi mà chúng ta tự vệ và tấn công thì nó có khác biệt gì so với các cái đòn thế trước đây ạ? Có khác nhưng không khác mấy. Nó chủ yếu là tập trung vào những cái biến hóa tùy theo cái đòn của đối phương. Đấy, tùy theo đòn của đối phương. Còn tất nhiên là đối phương thì có trăm vạn kiểu. Thế họ quan trọng là khi họ ra đòn thế nào thì mình phải hóa giải. Nó như là nó được gọi là đòn thế, mình phải hóa giải và chói cái đòn của đối phương và dồn đối phương vào đúng cái thế của mình để khi mà mình đánh ra cái đòn Phụng Nhãn Quyền này thì nó hoàn toàn được đảm bảo rằng là nó sẽ trúng mục tiêu. Để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn cách ứng dụng đòn Phụng Nhãn Quyền vào trong thực tế như thế nào thì ngay sau đây võ sư Nguyễn Quang Dũng sẽ thị phạm để chúng ta cùng theo dõi. Trước tiên thì đây là một cái đòn mang tính tự vệ, cho nên là bao giờ mình cũng phải đợi khi đối phương tấn công mình và lúc bấy giờ mình mới có thể di chuyển dùng thân pháp thủ pháp để mà mình kiểm soát khống chế đối phương và sau đấy mình mới có thể tấn công được đối phương. Họ tấn công mình, một đòn mình đã có thể trả lại được rồi. Ví dụ là đối phương tấn công một cái là mình có thể chặn này, là mình đánh ngay vào huyệt nhân trung của họ. Đấy, hai là có thể họ đá mình. Khi đánh vào huyệt nhân trung này thì cái huyệt này nó là một cái huyệt yếu huyệt, nó thông thẳng lên thần kinh, cho nên khi đánh vào đây có thể là sẽ gây choáng ngất ngay đối phương. Đấy, và triệt tiêu được cái khả năng chiến đấu của đối phương.
Vừa rồi thì võ sư Nguyễn Quốc Dũng đã hướng dẫn tới quý vị và các bạn một đòn đối kháng tự vệ có tên là phụng nhãn quyền. Cảm ơn võ sư Nguyễn Quốc Dũng đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.